Phó Thủ tướng, sớm đổi tên trạm thu giá BOT. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải. Nghiên cứu đặt tên gọi, các trạm BOT phải chuẩn xác, đảm bảo sự trong sáng của tiếng Việt. Nhắc đến giá dịch vụ BOT. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, mấy hôm nay, dư luận đang sốt lên chuyện, giá hay phí. Thực chất đó là phí chuyển sang giá. Nhưng đặt tên thế nào cho chuẩn xác, giữ được sự trong sáng của tiếng Việt, thì chúng ta phải nghiên cứu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Và yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải cập nhật sớm việc này. Ông cũng chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát. Các trạm BOT đã quyết toán giảm giá phí dịch vụ đường bộ. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho hay. Các trạm BOT đã cơ bản hoàn thành điều chỉnh giá phí đường bộ theo chỉ đạo của chính phủ là ưu tiên giảm phí hơn giảm thời gian thu phí. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải sẽ triển khai thu phí không dừng tại 2 làn 2 chiều và 1 làn hỗn hợp ở 78 trạm BOT. Vào cuối năm 2018, tới hết năm 2019, sẽ đưa tất cả các làn thành thu phí không dừng, bảo đảm giảm chi phí nhân công. Mới đây, nhiều trạm thu phí BOT bất ngờ đổi tên gọi thành trạm thu giá. Bên hành lang Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể giải thích, theo quy định hiện hành, phí là khoản người dân phải trả khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công. Trong khi BOT là sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp nên mới có sự chuyển đổi cách gọi sang thu giá, giá sử dụng đường bộ. Bộ trưởng cho rằng, việc thay đổi sang cơ chế giá này sẽ giúp cho việc điều hành giá dịch vụ BOT linh động và nhanh chóng hơn cơ chế phí. Theo cơ chế phí như cũ, mỗi lần muốn thay đổi phải thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông khẳng định, trong phiên trả lời chất vấn của Quốc hội vào tuần sau, ông sẽ giải thích rõ những vấn đề liên quan đến BOT, trong đó có câu chuyện tên gọi trạm thu giá. Giá nhiều nghĩa nhưng mà anh thấy nó phức tạp quá nên không hiểu. Đưa cho em bọc giá đi. Đưa cho em bọc giá đây đi. Giá gì? Anh đâu biết đâu, trời ơi. Anh chỉ biết thì chụp hình thôi chứ anh chưa biết là thu giá nữa nè. Thu thì kỳ quá, sai. Bây giờ đưa giá này không chịu không được không? Giá này đâu phải là giá đâu. Anh tự giá này chứ nghe đổi tên rồi. Phải đổi tên là phải à, tôi nghe đổi tên chạm thu giá nên anh mua giá thu. Con từ Việt Nam phức tạp quá. Từ Việt Nam phức tạp quá nhờ. Mấy ông chơi kỳ quá. Bao nhiêu năm thu phí đây chạy qua thu giá rồi. Thu giá anh giờ mới chạy xe. Anh tự thu giá anh mua giá đi. Mấy anh chơi kỳ quá nhờ. Mấy ông nhờ chơi làm anh không không không, không phải cô thu giá đấy. Không thu giá rồi, không thu giá này không được. Rồi thế không được rồi phải thu giá kia. Thế là phải thu phí chứ đúng không? Người ta phí cầu đường lại phí chứ ai có nói là lệ giá bao giờ không? Đúng không? Nhưng mà cái này có ai nói là lệ giá, có ai nói là lệ giá đâu đúng không? Thu giá là thái độ lì lợm, trắng trợn với người dân. Thu giá là sự xảo quyệt về ý đồ. Việc thu tiền vé đi đường BOT. Theo cách thực hiện ở Việt Nam thời gian, qua xung đột với quy định về phí. Thu giá là sự thiếu hiểu biết về ngôn ngữ. Nhưng đây chẳng phải sự thiếu hiểu biết, đến mức thật thà. Thiếu hiểu biết cái này, nhưng cáo giả trong cái khác. Bởi vì thu giá là sự trí trá về lập luận. Đường BOT không phải là sản phẩm của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp mua quyền sử dụng đất, làm đường riêng, không dính gì vào các tuyến đường của nhà nước, thì đó mới là sản phẩm doanh nghiệp, họ định giá vé thế nào. Có ai đi là việc của họ. Còn BOT là sản phẩm của hợp tác công tư. Doanh nghiệp làm đường trên đất nhà nước cho. Cải tạo đường vốn có của xã hội, được khai thác trong thời hạn nhất định, để hoàn vốn và có lãi trong khuôn khổ. Được định ra qua phương án tài chính. Hiện nay, đa số các dự án đó, ký với nhà nước là hợp đồng mở. Nghĩa là thời gian họ được thu tiền. Căn cứ vào lưu lượng xe đi qua, và mức phí xe đi qua phải trả. Cho nên họ mới được kêu ca, là thu thấp thì phải thu lâu hơn. Bây giờ nói là sản phẩm của họ, tức là phủi cái phần của dân, của nhà nước trong BOT đó. Thử hỏi, nếu nó là sản phẩm của doanh nghiệp, sao lại phải kiểm soát xác minh số tiền thực đầu tư, số tiền thực mỗi ngày thu vào, như vừa qua đã buộc phải làm. Thu giá là sự xảo quyệt về ý đồ. Việc thu tiền vé đi đường BOT, theo cách thực hiện ở Việt Nam thời gian qua. Xung đột với quy định về phí, theo pháp luật. Tách nó ra khỏi phí, là để hợp pháp hóa việc, thu tiền lần thứ hai đối với người dân. Trên nhiều đoạn đường BOT, đánh bật khỏi tay người dân, vũ khí pháp lý hợp pháp, để phản đối sự bất công thiếu minh bạch.
thu giá là sự lì lợm và trắng trợn trong thái độ đối với người dân. Dân không phản đối BOT, dân không phản đối chuyện đi đường BOT, tốt hơn thì phải nộp tiền. Cũng không phải BOT ở chỗ nào cũng không hợp lý. Có những đường cầu BOT, làm cả vùng xưa nay thiếu đường, thiếu cầu, nay đi lại giao thương thuận lợi hơn. Cái đó dân ủng hộ. Dân phản đối cái gì? Dân phản đối chuyện, đường quốc lộ số 1A của đất nước, được tráng lên một lớp, rồi thu như thế. Đó là đường họ làm ra từ đầu. Dân phản đối chuyện, không có lựa chọn, đi đường nào cũng phải nộp BOT. Dân phản đối chuyện, khai không giá trị đầu tư BOT, rồi từ đó định ra giá vé và thời hạn thu. Dân phản đối chuyện. Cầu nhà nước làm, vẫn đi được bị ngăn lại, lùa xe sang bắt đi cầu mới, phải trả tiền BOT. Dân phản đối chuyện. Cho thu BOT cả đường mới lẫn đường cũ, để lùa dân sang đường mới BOT. Dân phản đối chuyện, không dùng đường BOT. Nhưng buộc phải đi qua trạm và phải mất tiền. Dân phản đối chuyện, ém giảm số lưu lượng xe, qua trạm BOT để thu lời tối đa. Dân phản đối chuyện, chẳng có cuộc đấu thầu nào cả, mà chỉ số quan chức, cùng doanh nghiệp ký với nhau, làm BOT chỗ này, chỗ kia. Dân phản đối chuyện, làm BOT có thể, tay không bắt vàng. Dân phản đối vì đóng thuế, đóng phí đường bộ. Và đóng góp suốt bao năm, bây giờ đất nước đến con đường xuyên Việt đầu tiên, cũng chỉ chít chạm thu tiền. Dân phản đối vì tiền nộp BOT nhiều hơn chi cho xăng dầu, mọi hoạt động kinh tế hay dân sinh, đều bị thêm gánh nặng. Những cái đó có không? Dân phản đối có sai không? Đành là có những cái sai đã xảy ra, nhưng khó xóa đi làm lại được, mà phải chấp nhận hậu quả, thì cách làm vẫn là phải. Nhìn vào bản chất sự thật mà nói với dân. Thay vì thẳng thắn rành mạch với dân, cùng dân tìm giải pháp khắc phục, thì lại chọn cách, lấy chữ mà che đậy bản chất vấn đề, nặn ra cái cơ sở lý củn, để ép dân phải theo. Bay chưa đúng giờ và những cái bánh vẽ của chữ nghĩa. Từ nay những hành khách đi máy bay ở Việt Nam sẽ không còn được nghe cụm từ chậm hủy chuyến, thăng quen nữa. Thay vào đó chúng ta sẽ được nghe bay chưa đúng giờ để bớt u ám hơn. Theo lý giải của ông Võ Huy Cường, cục phó Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam, thì việc chuyển đổi từ ngữ từ chậm hủy chuyến thành bay chưa đúng giờ nhằm hướng tới mục tiêu để các dịch vụ hậu cần kỹ thuật ngày càng phục vụ hành khách tốt hơn, hướng tới các chuyến bay đúng giờ. Và việc thay đổi này, theo ông Cường thì về bản chất không có gì thay đổi, chậm giờ vẫn là chậm giờ, hủy chuyến vẫn là hủy chuyến. Có điều, chúng tôi đang muốn phấn đấu theo hướng tích cực hơn, thay vì cứ tiếp cận theo tên gọi chậm hủy chuyến mãi sẽ cảm thấy u ám. Dù ông Cường có giải thích thêm, đây chỉ là phương thức thống kê trong nội bộ của cục cho phù hợp với xu hướng thế giới, nhưng đọc xong lại nghe na ná như trước đó ông Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, lý giải về việc trạm thu phí thành trạm thu giá bên hành lang kỳ họp Quốc hội mới đây. Việc gọi là trạm BOT hay là trạm thu giá BOT hay trạm thu phí BOT, nó chỉ là một cái tên gọi thôi. Ví dụ, ở đây em là hoa, là lụa, nhưng ở quê em là hờ, là cà, thì cái chuyện ấy nó không quan trọng bởi vẫn là em. Chúng ta, người dân đóng thuế và những thượng đế bỏ tiền ra sử dụng dịch vụ, đang được những nhà quản lý và kinh doanh cho ăn những chiếc bánh vẽ của chữ nghĩa. Và trong nhiều trường hợp như thu giá là sự xảo ngôn, đánh tráo khái niệm, chứ bản chất sự việc thì vẫn thế. Tiếng Việt đẹp đẽ của chúng ta vốn đã phong ba bão táp, giờ càng bão táp phong ba hơn, khi chỉ trong thời gian ngắn, những nhà ngôn ngữ học đại tài vẽ thêm rất nhiều từ mới, từ thu giá, thu phí, tụ nước, ngập nước, nằm nghỉ mệt trên giường, sai sót, chuyện trai gái, mua bán dâm, và gần nhất là bay chưa đúng giờ, chậm chuyến, người dân dở khóc dở cười. Trong khi chưa nghĩ ra được chuyện gì đó hay ho để cải thiện tình hình chậm hủy chuyến, vốn đang như cơm bữa của ngành hàng không, làm ơn đừng vẽ thêm điều gì nữa. Bánh vẽ và trừ xảo ngôn đôi khi nghe rất dịu tai, nhưng chỉ làm cho người dân thấy tình hình u ám hơn, chứ không hề bớt u ám như hy vọng của ông cục phó.